Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái event nữa ở trên sàn Bybit. Dự án event này sẽ có tên là CO Crotty. Crotty thì cái dự án này, Crotty thì cái dự án này sẽ chia sẻ khoảng 75.000 đô la token CO. Dự án này sẽ kết thúc vào 12 tháng 10 thì nói chung là nó dành cho user, nhưng mà ai đến trước thì nó sẽ phục vụ trước mọi người nhé. Cái dự án này thì chúng ta yêu cầu phải đăng ký một cái ví sàn, một cái ACC ở sàn. Bạn nào mà chưa có tài khoản Bybit thì chúng ta đăng ký nhé. Bạn chờ mình một ít nhé. Sao lại tự dưng mất mạng vậy? Các bạn đăng ký bằng email, mật khẩu thôi, bình thường thôi mọi người ạ, cũng không gì phức tạp cả. Đấy, sau đấy thì mọi người login vào trong. Cái này thì mình đã login sẵn. Chúng ta sẽ ấn vào phần Account and Security để chúng ta xác minh KYC mọi người nhé. Xác minh danh tính, mọi người ấn vào đây xác minh danh tính cho mình nhé. Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta ấn vào cái link ở bên dưới nữa, cái link web. Đấy, chúng ta ấn vào đây để đọc qua một ít cái thông tin về cái sự kiện lần này. Dự án này thì có hai event, một cái event deposit cũng như là một event trade. Thì bạn nào deposit thì các bạn, ví dụ các bạn deposit khoảng 1.000 CO, 1.000 thì tương đương với khoảng 50 đô la gì đấy thôi nhỉ. Thì các bạn sẽ nhận được 5 đồng, 5 đô la đến trước để phục vụ trước mọi người nhé. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta trade và chia sẻ 40.000 đô la và từ ngày 28 đến ngày 10, 12 tháng 10. Ở đây thì chúng ta sẽ trade spot ở trên spot khoảng 20.000 CO. Đấy, thì chúng ta sẽ chia sẻ cái giải thưởng. Ok cho mọi người, thì nó sẽ có hai cái sự kiện như thế. Deposit thì mọi người có thể ấn vào đây để chúng ta deposit nhé. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào Deposit. Chúng ta chọn CO. Đấy, ở đây Crotty. Thì nó sẽ có một cái mạng chủ yếu là cái mạng có một cái mạng duy nhất đó là mạng BEP20. Tại cái dự án này nó lead ở trên sàn PancakeSwap. Thì chúng ta sẽ vào trong cái Twitter để chúng ta lấy cái link này. Mình lấy cái link để cho mọi người mua luôn nhé. Thì chúng ta sẽ xem ở trên này xem là họ đã đăng cái link trên này chữ Ronti này. Boy này. Đâu vậy? Smell này. CO đây. Đấy thì Crotty ở đây này. Đấy. Con này cũng 106.000 người theo dõi, cũng nhiều lắm. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái phần website của họ nhé. Website, Crotty website. Đây chúng ta trade CO ở trên Bybit, ở trên PancakeSwap. Mọi người connect đến ví nhé. CO là 1.000 phải không? Tương đương với khoảng 56 đô la thì chúng ta có thể deposit từ ở trên PancakeSwap nhé. Đấy, chúng ta trade này, chúng ta mua này. Đấy, chúng ta mua sau chúng ta chuyển chuyển lên nhé. Mọi người nhớ là chúng ta sẽ phải copy lại cái contract này này, mình để contract bên dưới cho mọi người nhé. Đâu nhỉ? Đến đây thôi. Đấy, chúng ta cần copy lại contract này. Chúng ta vào trong ví ví của mình khi mà chúng ta mua xong nhé, tại vì là đây là mình chưa mua. Chúng ta ấn vào phần Accept, chúng ta ấn vào Import. Dán nó lên. À, sao là cái này lại BUSD? Cái này sao lại là B? Đây là cái cuối này. Thử nhé.
Đấy, CO đây. Chúng ta add import này. Đấy, sau đấy chúng ta phải ấn send. Đấy, chúng ta mới dán cái ví vào đây nhé. Đây cái ví ở trên trên này. Đây. Chúng ta copy lại cái ví này. Vẫn vào đây. Khi đấy là chúng ta đã trace xong rồi nhé. Chúng ta đã có coin rồi đấy. Ấn vào đây. Cho vào đây. Ấn mắc lên. Ấn vào next. Đấy, ở đây thì chúng ta bắt đầu chain CO coffin. Đấy, là nó đến cái ví này luôn nhé các bạn nhé. Đấy, nó gửi lên ví luôn. Để hướng dẫn cho các bạn ấy mà, chuyển lên mà. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ ấn vào trade. Ở trên này thì chúng ta sẽ trade ở trên spot nhé. Chúng ta trade là khoảng bao nhiêu nhỉ? 20.000 CO. Ủa, 20.000 thì là khoảng hơn 1.000 đô la à? Phải không mọi người? Đây này, ở đây mình cộng. Đấy, ở đây là 20.000 đi. Đúng rồi, hơn 1.000, khoảng 1.100 mọi người nhé. Khoảng 1.100 USDT, nhưng mà chúng ta sẽ trade như kiểu vậy là gian gian díu díu ra một ít nhé. Đấy. Đấy, chúng ta buy hoặc là sell, sell buy, đấy là nói chung là tổng tổng cái volume cái trade của mình nhé, chứ không phải là chúng ta trade một lệnh hai lệnh đâu. Chúng ta trade tổng cũng được. Ví dụ các bạn có 100 đô la thì các bạn trade cho mình là 12 lệnh nhé. Đấy, các bạn có 200 đô la thì các bạn trade cho mình 6 7 lệnh. Đấy, nó sẽ tổng cộng lại là được hơn 1.000 đô la là được. Nhưng mọi người nhá. Đấy thì như thế thôi là xong cái sự kiện thôi, làm trong khoảng 5 phút rồi đấy thôi. Nếu mà các bạn có cái sự kiện này thì các bạn phải có USDT nhé, các bạn phải có tiền mới làm được, chứ còn nếu mà không có thì không làm free được nhé mấy cái dự án này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới video cho các bạn cùng tham gia. Bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn đăng ký và làm theo hướng dẫn của admin để tham gia nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.